Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Excel Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ 10 trong chuỗi 66 ngày thử thách. Và dù hôm nay mình về quê mình ở thành phố Hải Dương, thì mình cũng không quên cái nhiệm vụ này. Mình cũng vẫn làm video để phục vụ và mang lại những giá trị cho các bạn. Thì chủ đề của ngày hôm nay của mình đó là về tách văn bản thành cột. Có rất nhiều những tình huống mà bạn sẽ có nhu cầu tách một cái văn bản thành những cái cột dữ liệu khác nhau. Trước mặt các bạn đó là một cái file dữ liệu xuất từ Shopee xuống. Hôm trước thì có bạn học viên của mình gặp phải tình trạng này. Tức là khi mà dữ liệu mà tải từ Shopee hoặc một phần mềm nào đó xuống thì tất cả những cái dạng dữ liệu mà dạng số thì đang được hiểu là văn bản. Chẳng hạn như bạn nhìn cái tổng số tiền người mua thanh toán này, cột AN hay là cột AM, AL chẳng hạn, thì những cái cột này không được tính tổng bình thường. Dấu hiệu để nhận biết rằng là cái cột này ấy, nó có cái màu xanh phía trước này, nó đang đánh dấu đây là dạng văn bản chứ không phải số bình thường. Chẳng hạn như là mình có thể dùng cái hàm sum nhé, hàm sum ở đây AN2 đến AN100 chẳng hạn, thì dữ liệu là không hề có giá trị gì cả. Vậy thì làm thế nào để mình có thể biến cái cột dữ liệu này để mình có thể tính tổng được doanh số và tổng các chi phí của mình một cách bình thường? Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chi tiết, đó là mình sẽ tách văn bản thành cột. Hiện tại bây giờ thì cái file này nó đang ở Excel. Cũng không nhất thiết là mình phải đẩy lên Google Sheet để mình làm đâu, nhưng bởi vì toàn bộ tất cả những cái khóa học của Excel là đào tạo trên Google Sheet nên mình sẽ đẩy cái file này trên Google Sheet và mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái dữ liệu này trên Google Sheet nhé. Mình copy cái cột AN này sang một cái trang ở bên Google Sheet đi. Để đẩy lên bằng nhiều cách, bạn tải file lên hoặc là bạn hãy copy dữ liệu. Tương tự như vậy, đối với cái trang Google Sheet này ở đây ấy, tất cả những con số này nó đang được không được hiểu là số. Mình sẽ dùng cái hàm text để kiểm tra xem là cái cột C này nó có phải là dữ liệu ở dạng văn bản hay là dạng gì nhé. Bằng is text màu ngoặc C. Bạn thấy chưa, toàn bộ cái này là true, tức là toàn bộ cái cột C này nó đang là dữ liệu văn bản, vì vậy mình không thể thao tác được cái việc gì. Trong trường hợp này, cái dấu hiệu để mình có thể tách ra được cái cột C này trở thành cái dạng dữ liệu là mình thấy đặc điểm của cột C này ấy, nó có cái dấu chấm này để ngăn cách giữa cái đơn vị các đơn vị của cái giá trị này và số 00 này, nó chả có ý nghĩa gì cả. Thực ra thì nó chỉ là trong trường hợp nếu mà nó là dấu phẩy cơ thì đã đành, như trong trường hợp này thì nó không có cái giá trị gì cả. Và trong tình huống này mình sẽ làm một việc là tách văn bản thành cột. Bây giờ mình bắt đầu thao tác cái việc tách văn bản thành cột. Ở đây mình nhìn thấy rằng là nó là văn bản và mình sẽ tách nó thành hai cột. Cột thứ nhất là cái giá trị. Ví dụ như là cột C, nó sẽ là cái giá trị ở cái ô C2, nó sẽ là cái giá trị 605.000. Và cái cột thứ hai nó sẽ là 00, thì nó sẽ thành hai chị nhé. Bạn sẽ chọn cả cột C này, bạn vào dữ liệu này, bạn chọn là tách văn bản thành cột. Bạn chọn phân tách văn bản thành các cột. Ở đây, đặc điểm là bạn sẽ thấy rằng là có một cái dòng phân cách. Người ta hỏi rằng là bạn muốn phân cách bằng cái ký tự gì. Trong trường hợp là tự động nó phát hiện ra nha, trong trường hợp này là bạn sẽ là cái người điền vào. Ở đây bạn muốn lựa chọn rằng là cái việc mà phân cách nó chính là cái dấu chấm. Thì bạn chọn dấu chấm. Thì lập tức là bạn đã có được ở hai cột, cột C và cột D. Toàn bộ cái dấu chấm 00 trở về sau được tách thành cột D. Trong trường hợp này mình sẽ kiểm tra lại nốt cái C của bạn có phải là văn bản hay không nhé. Ok, bây giờ là toàn bộ tất cả những cái dữ liệu của bạn trong trường hợp mà bạn tải từ Shopee hoặc phần mềm nào đó mình đã tách thành giá trị rồi, thì bây giờ bạn có thể hoàn toàn tính sum của tổng doanh thu cột này. Ví dụ C2 đến C1000 đi chẳng hạn. Ok, vậy là có nghĩa rằng là bạn đã hoàn thành cái việc mà tách văn bản thành cột. Trường hợp thứ hai, một cái tình huống mà nó khá là phổ biến đối với những người hay làm khảo sát, một cái bảng hỏi mà có chứa rất nhiều những cái câu hỏi mà dạng hộp kiểm, nó cho bạn rất là nhiều những cái insight thú vị, những cái dữ liệu rất là quan trọng. Tuy nhiên cái việc mà tiến hành cái khảo sát này nó cũng gây rất nhiều khó khăn. Không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện nhìn được cái kết quả khảo sát ở trên cái bản khảo sát này. Ví dụ chẳng hạn đây là kết quả khảo sát đối với cả cái câu hỏi hộp kiểm. Nhưng trong tình huống mà bạn có rất nhiều những cái file cùng với câu hỏi khảo sát đấy, nhưng mà lại gửi thành nhiều những cái nhóm dữ liệu khác nhau, và cái dữ liệu tổng hợp bạn có được nó lại dạng như thế này. Và trong trường hợp này thì làm thế nào mình có thể kết hợp được những cái câu khảo sát đấy? Thì đấy cũng là một cái tình huống mà Giang đã giúp một cái bạn học viên để giải quyết tình huống này. Thì trong trường hợp này ấy, đầu tiên bạn phải nghĩ rằng là làm thế nào để mình tách ra được
tất cả các phương án trả lời này thành các cột riêng biệt, và sau đó mình sẽ dùng cái bộ đếm để mình đếm được cái phản ánh trả lời riêng biệt đấy. Thì ở đây đặc điểm chung ấy, trong trường hợp mà các phương án trả lời được phân cách nhau bằng dấu phẩy thì chúng ta đã nhìn ra được một đặc điểm chung của cái việc mà có thể tách một cái văn bản thành các cột rồi. Nhưng nếu ví dụ trong mỗi phương án này, chẳng hạn như sashimi phẩy cá hồi, mặc dù là nó là một phương án nhưng nó sẽ lại hiểu thành hai phương án khác nhau, thì trong trường hợp đấy bạn sẽ phải có một cách thức khác để mà bạn làm cái khảo sát. Vì đó mình sẽ là cái thứ mà mình sẽ tách được cái văn bản thành cột. Mình bắt đầu thao tác đối với cái việc tách văn bản thành cột trong trường hợp này như sau nhé. Cái điểm phân biệt giữa các phương án trả lời nó cách nhau bằng dấu phẩy, vì vậy mình sẽ lựa chọn cả cột B. Để đảm bảo rằng là mình không bị ảnh hưởng đến cái dữ liệu gốc thì mình sẽ copy sang một cột bên cạnh. Cho nên là mình chọn cả cột C này, mình vào dữ liệu này, mình phân tách văn bản thành các cột. Lập tức tất cả các dữ liệu của mình được thành các cột. Ở đây có một đặc điểm rằng là nó đã tự động tách văn bản thành cột rồi. Còn trong trường hợp ấy, cái ký tự mà ngăn cách giữa các phương án của bạn là một ký tự khác thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một cái phương án khác ở đây. Xóa văn bản thành cột, và bạn nhìn cái chữ tự động phát hiện này không? Đó là lúc mà bạn sẽ lựa chọn một cái tùy chỉnh. Tùy chỉnh ở đây bạn có thể lựa chọn bất kỳ cái tùy chỉnh gì, có thể là dấu xoẹt này. Trong trường hợp đó là ngày tháng này. Trường hợp thứ ba đó là mình sẽ copy một cái cột mà định dạng dưới dạng dấu thời gian như thế này, và mình sẽ tách văn bản thành các cột như sau. Ở đây bạn nhìn thấy cái sự phân cách giữa cái ngày và giờ là cái khoảng trống, và trong trường hợp này mình sẽ chọn cột B này, mình sẽ copy sang cột C bởi vì nó sẽ lấy luôn cả từ cột C trở đi. Mình vào dữ liệu này, sau đó mình phân tách văn bản thành các cột, và ở đây ấy, mình sẽ lựa chọn cái dòng phân cách đó chính là cái dấu cách. Mình tùy chỉnh ở đây, mình đánh dấu cách một phát, lập tức mình enter rồi, mình đã có được một cái sự cách ra giữa cái cột ngày và cột giờ. Trong trường hợp này mình lại muốn tiếp tục tách cái cột ngày này thành coi như là ngày tháng năm, thì mình sẽ tiếp tục làm một thao tác nữa. Mình copy cái cột ngày này ra, mình dùng dữ liệu này phân tách văn bản thành các cột này, mình ở đây chọn cái dòng phân cách, mình tùy chỉnh và mình sẽ dùng cái dấu xoẹt này, mình enter, thì lập tức là mình sẽ có cái khoảng cách, đó chính là lập tức mình sẽ được chia thành 3 cột: cột ngày, cột tháng và cột năm. Vậy là trong clip ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách thức, các tình huống ứng dụng khác nhau khi mà bạn phân tách một cái văn bản thành cột trong trường hợp là bạn có một cái cột dạng trông thì giống như kiểu số, giá trị, nhưng mà thực tế nó đang là văn bản và bạn sẽ tách thành cái giá trị. Đó là tùy vào cái cách thức bạn nhìn ra được cái giá trị nó phân cách như thế nào, bạn nên tách ra được như vậy. Hoặc là tình huống là bạn có thể phân tách ra những cái phương án trả lời dạng hộp kiểm, ngăn cách nhau được dấu phẩy để bạn có thể xử lý được dữ liệu. Và tình huống là bạn có thể phân cách được cái dấu thời gian, cái ngày và cái giờ ra, cũng như là phân tách được cái ngày và cái tháng và năm của trong cái dấu thời gian đấy. Mình hy vọng là clip này đã mang lại cho bạn một cái sự hiểu biết mới để bạn có thể vận dụng linh hoạt vào trong tất cả những cái tình huống mà mình gặp phải khi mà sử dụng với Google Sheet. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Bye bye!